phú ông tuyển con rể. Ông Phú cứ yên tâm, qua tay bà mối này thì tiểu thư nhà ông sẽ cán được một tấm chồng danh giá. Dĩ nhiên phải thế chứ, người muốn làm rể ta không thiếu. Chẳng qua ta muốn cán cho con gái một tấm chồng hoàn hảo, khôi ngô, khỏe mạnh, có học thức, lại giàu có, nên mới phải nhờ đến bà. Tìm được người như ông nói thì cũng hơi khó. Nhưng mà ông cứ yên tâm, tôi quen biết rộng, lại chuyên làm mối cho các gia đình danh giá. Tôi sẽ tìm được người như ông muốn. Có thế chứ? Có việc này tôi hơi lo lắng. Sao? Có chuyện gì ạ? Con gái tôi, xét toàn diện thì không có gì phải chê, nhưng có một chút tật ở miệng. Miệng nó không được như người bình thường. Có tật ư? Ông có thể cho tôi gặp tiểu thư được không? Được, để tôi gọi cháu ra. Hoa ơi, ra cha bảo. Dạ. Con chào cha, chào bà. Đáng tiếc, người xinh như hoa, nhưng miệng thì xấu quá. Như thế này, đến khi nhà trai xem mặt, biết người ta có ưng ý không? Hoa à, con cũng đã đến tuổi xuất giá. Nay cha đang nhờ bà mối tìm cho con một đám môn đăng hộ đối, ý con thế nào? Con xin nghe theo ý cha. À, tôi nghĩ ra rồi. Tiểu thư nhà ta có thói quen lấy khăn che miệng. Đến hôm đi xem mặt, xin tiểu thư cứ lấy khăn mà che, đừng để lộ miệng ra là được. Phải, phải lắm. Thế còn vị công tử kia, tôi cũng phải xem phong thái, dung mạo của cậu ta thế nào chứ. Được, được. Vậy mai tôi sẽ sắp xếp. Mà phải nhìn dung mạo một cách tự nhiên, không nên sắp xếp một cách thụ động. Cậu ta sẽ có sự chuẩn bị trước, như vậy sẽ không thật. Thế bà sắp xếp thế nào? Cây cầu kia ngay trước cửa nhà ông. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho công tử đi đi lại lại trên cầu. Ngồi đây ắt hẳn ông sẽ trông thấy rất rõ dung mạo thật của công tử, không hề có một sự chuẩn bị nào cho cuộc gặp mặt. Và đó mới là dung mạo và phong thái chuẩn nhất. Ồ, thật là hay. Vậy cứ thế nhé. Công tử có thú vui cưỡi ngựa, nên đi đâu chàng cũng ngồi trên lưng ngựa. Được đó, vậy bà hãy bố trí cho công tử gặp con gái tôi đi. Có chứ, chiều nay nhé. Mời ngồi. Vâng, chào cậu, đây là tiểu thư Hoa mà tôi đã nói với cậu. Quả là một tiểu thư xinh đẹp. Vậy là hôn lễ tổ chức được rồi. Chú rể vào rồi, nhanh đưa cô dâu ra. Chân cậu ta. Con chào bố. Trời ơi, miệng cô ấy. Sao lần trước gặp tôi không thấy? Con cậu, đi đâu cậu cũng cưỡi ngựa rất phong nhã. Hóa ra là muốn giấu đôi chân không bình thường. Hôm nay là ngày hỷ, mọi người không nên để ý những chuyện vặt vãnh thế này, mất vui. Thế này mà là chuyện vặt vãnh ư? Một tháng 30 ngày thì có tới 29 ngày trăng khuyết. Con người cũng không ai hoàn hảo cả. Ông và cậu thử tính xem, một người méo miệng như tiểu thư, một người chân thấp chân cao như cậu, thử hỏi kiếm đâu ra người hoàn hảo. Nếu cậu bỏ qua không để ý đến khuôn miệng không được tròn trịa, thì tiểu thư vẫn là người nết na, hiền thục, dịu dàng. Nếu ông bỏ qua đôi chân không cân xứng, thì chàng rể của ông vẫn tuấn tú, khôi ngô, giàu có, học cao hiểu rộng. Những thứ đó mấy người có được? Ông và cậu cứ nghĩ mà xem.
bà nói phải, chàng rể này tôi chấp nhận. Còn anh, ý anh thế nào? Dạ, con xưa nay cũng chỉ mong một người vợ nết na, hiền thục. Một chút tỳ vết trên viên ngọc cũng không có vấn đề gì. Con cũng vậy thưa cha, trong mắt con, chàng vẫn là người chồng hoàn hảo. Quay về. Em xin anh đừng đi mà. Anh xin lỗi. Nhiều năm sau. Wow, hôm nay nhà mình có khách hay sao mà mẹ làm nhiều món ngon thế này? Con đoán đúng rồi đấy. Ơ, ai vậy mẹ? Hình như là một người rất quan trọng với mẹ. Lát nữa gặp con sẽ biết. Đến rồi, để mẹ ra mở cửa. Thảo, con xem ai này. Con gái của ba, con đã lớn thế này rồi sao? Mẹ, đây là vị khách rất quan trọng mà mẹ vừa nói với con sao? Con mau chào ba đi con. Không, người này không phải là ba con. Mẹ, con đã nói với mẹ rồi. Mẹ quên là ông ấy đã bỏ mẹ con mình suốt hơn chục năm qua rồi à. Kìa Thảo, đó là chuyện quá khứ rồi. Ba con cũng biết lỗi rồi. Không, con không bao giờ chấp nhận. Con không bao giờ tha thứ cho ông ấy. Kìa Thảo. Con nó. Thôi mà em, anh biết anh có lỗi rất nhiều. Con bé không thể nào mà chấp nhận anh ngay được. Chắc cần có thời gian. Thảo, mẹ vào được không con? Dạ. Con à, con hãy tha thứ cho ba con đi. Mẹ, sao mẹ lại có thể nhu nhược như vậy? Mẹ quên ngày đó, ông ấy đã vô tình và lạnh lùng như thế nào sao? Mẹ không quên, nhưng chuyện đã qua rồi. Ba con thực sự đã biết lỗi. Ông ấy hứa sẽ bù đắp tất cả cho mẹ con mình. Bù đắp? Cả tuổi thơ con không có ba. Làm cách nào để bù đắp được chứ? Nếu ông ấy biết lỗi thì tại sao bây giờ mới xuất hiện? Thời gian qua ông ấy ở đâu? Thực sự thì ngày đó vì hoàn cảnh khó khăn nên ông ấy bỏ đi theo một người phụ nữ giàu có. Rồi làm ăn không thành, ông ấy vướng phải vòng lao lý. Cũng chỉ mới ra tù cách đây vài năm. Sau khi ra tù, ông ấy cũng đã liên lạc với mẹ để cầu xin sự tha thứ. Nhưng ông ấy không dám xuất hiện, mà chỉ xin hàng tháng được gửi tiền về phụ mẹ lo cho con, những mong chuộc lại lỗi lầm. Giờ thì ông ấy đã ổn định nên muốn xin về gặp mẹ con mình. Ông ấy rất hối hận và rất thương con. Dù có như thế thì con cũng không thể chấp nhận được. Lúc con cần có ông ấy bên cạnh thì ông ấy lại bỏ đi. Nếu thương con thì ông ấy đã không làm như thế. Kìa con à, dù sao ông ấy cũng là ba của con. Ông ấy đã biết lỗi rồi mà. Con hãy tha thứ cho ông ấy đi. Con không có người ba như thế. Con sẽ không bao giờ gọi ông ta là ba đâu. Kìa Thảo. Hôm nay đúng là một ngày may mắn. Không ngờ mình lại có thể trúng tuyển vào công ty này. Phải ăn mừng mới được. Chúc mừng con gái. Ông, sao ông lại ở đây? Ba ngồi đây ăn mừng với con nha. Ăn mừng gì chứ? Chẳng phải con vừa trúng tuyển vào tập đoàn Minh Tú sao? Một chuyện rất đáng để ăn mừng đấy chứ. Sao ông biết? Tôi còn chưa nói với mẹ mà. Ba vẫn luôn dõi theo con mà. Bất kể chuyện gì liên quan đến con, ba đều quan tâm. Chưa bao giờ ba quên trách nhiệm của mình. Được rồi, tôi sẽ lưu ý trường hợp này. Vâng, chào anh. Là ông đã nói chuyện với trưởng phòng nhân sự bên đó đúng không? Nhưng con được nhận là do năng lực của con mà. Tôi không cần, tôi không muốn phải mang ơn ông. Ông làm ơn đừng có can thiệp vào chuyện riêng của tôi nữa. Kìa Thảo. Thảo, nghe bà nói đã. Tôi không muốn nghe. Mẹ. Ba con sao rồi? Tại sao ông ấy lại bị tai nạn? Con, tại con, ông ấy vì cứu con nên... Bác sĩ, ông ấy sao rồi? Vết thương quá nặng, chúng tôi đã cố hết sức,
Còn ông già có tỉnh lại được hay không là do số phận. Chúng tôi xin lỗi. Khó khăn lắm gia đình mới có thể đoàn tụ. Vậy mà bây giờ anh lại nằm đây, không biết khi nào mới tỉnh lại thế này. Ông ấy thật sự rất thương con, nên mới dám hy sinh cả tính mạng của mình để cứu con như thế. Ông ấy đã biết lỗi rồi mà. Bà vẫn luôn dõi theo con mà. Bất kể chuyện gì liên quan đến con, bà đều quan tâm. Chưa bao giờ bà quên trách nhiệm của mình. Tôi sẽ không tha thứ cho ông. Nếu ông cứ nằm trên giường mãi thế này, ông nhất định phải tỉnh lại. Ông nói là sẽ bù đắp cho mẹ con tôi mà. Ông phải tỉnh lại chứ. Bà tỉnh lại đi mà. Con sẽ không cố chấp như thế nữa. Con sẽ tha thứ cho ba mà. Ngón tay ông ấy cử động kìa. Mẹ mau gọi bác sĩ đi. Bác sĩ ơi. Đây đúng là một tín hiệu đáng mừng đấy. Chắc chắn bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Chúc mừng gia đình. Thật thế sao? Cảm ơn bác sĩ. Tốt quá rồi. Xuất chiếu muộn. Chị Nhi lần này lên trưởng nhóm rồi, phải khao đi chứ. Đúng, phải ăn một bữa ra trò. Ăn xong đi hát nữa nha. Thôi, đi xem phim đi. Xem phim Định Mệnh đang hot đấy, mới ra rạp hôm qua. Chị Nhi khao hẳn chị em ghế VIP luôn nha. Được, thích gì cũng chiều. Nhưng để mai đi, hôm nay chị có hẹn rồi. Lại hẹn? Ngày nào chị cũng kín lịch rồi hả? Anh chàng nào mà may mắn thế? À, lớp nhảy của chị tụ tập ấy mà. Học xong nên đi xõa luôn, nên các cô chờ đi. Ôi, em ngưỡng mộ chị quá à. Vừa đẹp, vừa giỏi, lại còn quan hệ rộng nữa, đi đâu cũng đầy bạn. Dự án bận quá nên chắc khuya con mới về mẹ ạ. Hay mẹ mang đồ ăn qua công ty cho con nhé, chứ đêm khuya ai bán cho mà ăn. Mẹ ơi là mẹ, hàng quán bây giờ mở thâu đêm nhiều lắm mẹ ơi. Con muốn ăn cái gì cũng có, mẹ đừng lo. Ừ, vậy nhớ ăn có sức mà làm nghe con. Về cẩn thận đó. Mẹ yên tâm, mà mẹ ngủ trước đi đừng chờ con. Con có chìa khóa rồi. Đi Nhi ơi, hôm nay không say không về nha. Đi nào. Yo, nhóm Street Dance number one. Về nha, hôm nay vui quá đi mất. Mẹ ơi. Con về rồi đó hả? Hôm nay về sớm thế. Cả tuần về muộn cũng được sớm một hôm ha. À, con về qua nhà tắm cái, rồi tối có hẹn với đối tác mẹ ạ. Thế con lại ra ăn ngoài à? Mẹ nấu gần xong rồi. Con bận quá, quên báo với mẹ. Thôi mẹ cứ ăn nhé, con đi chuẩn bị đồ nếu không muộn mất. Con đi đây ạ, yêu mẹ nhất. Con có ăn thử miếng sườn riêm cho đỡ đói không? Con trang điểm rồi, ăn bây giờ hỏng hết son môi. Con đi nha mẹ. Mẹ ơi, mẹ đi ngủ trước, đừng chờ con nha. Chà, chị nổi quá ha. Thôi xong, quên cái điện thoại ở trên nhà rồi. Chờ chị chút. Mẹ ơi, sao cửa không khóa thế mẹ? Mẹ ơi. À, con hả? Sao vậy luôn thế? Con mệt à, không khỏe ở đâu? Mẹ cứ rời ra là khâu vá vá, lọ mọ làm gì? Cũng chưa ăn cơm nữa. Mẹ đính cho con thêm cái cúc trên cùng này. Hôm nào gió nhiều cài thêm vào khỏi lạnh con. Sao mẹ không xem tivi, nghe đài làm gì? Mẹ bảo thích xem phim truyền hình cơ mà. Cái tivi ở đây nó xịn quá, không như ở quê. Mẹ dò mãi không ra được kênh nào. Toàn tiếng Tây thì xem gì, nghe kịch trên đài cũng được. Chị ơi, nhanh lên không muộn giờ chiếu bây giờ. Con bận thì cứ đi. Không phải lo cho mẹ đâu. Cả tuần về muộn cũng được sớm một hôm ha. Mẹ ơi. Chị có việc đột xuất không đi nữa. Hôm khác nhé.
thông cảm cho chị. Sao thế con? Mẹ, mẹ đi cùng con đến chỗ này đi. Đi đâu? Mẹ cứ đi cái đã. Nhanh đi mẹ, mặc thế cũng được rồi. Cho chị hai vé như những ngày xưa ấy nha. Chị ơi, có phim Định Mệnh hot mới ra rạp hôm qua, chị có muốn xem không ạ? Thôi, mẹ chị không đọc kịp phụ đề, xem phim Việt dễ hơn. Ra thế, chị tâm lý ghê, cả rạp này chắc mình chị đi với mẹ quá. Con à, có mỗi hai mẹ con mình hay sao ấy? Càng sướng mẹ ạ, à? Chắc không ai thích xem ngày xưa như mẹ con mình. Ngày xưa, khu tập thể có đoàn đến chiếu bóng, mẹ nhớ nhà nào cũng ăn vội ăn vàng. Để còn kịp ra sân xí chỗ cho con. Hồi đó khổ nhưng mà vui. Ngày đó thi nhau chen chúc, ba mẹ nào khỏe thì con ngồi trên. Mẹ toàn nhường ghế cho con, xong kê dép ngồi cạnh quạt cho con như cá tay. Mà có mỗi hai mẹ con thế này, con mua làm gì cho tốn tiền? Thì mẹ cứ xem đi. Con ơi, đến rồi thôi yên lặng xem đi. Mấy trăm ngàn lận xem tập trung vào. Mẹ à, sao đến giờ con mới đưa mẹ đến đây nhỉ? Con ham vui, vô tâm quá, con tệ quá. Mẹ, từ nay con hứa sẽ dành nhiều thời gian bên mẹ hơn, như những ngày xưa ấy mẹ nhé. Chiếc gương ô tô vỡ. Ôi, chậu hoa của tôi. Min, có phải con làm vỡ chậu hoa của ba không? Con dạ không phải. Tại con mèo, không phải tại con đâu, con mèo. Vậy quả bóng ở đây là sao? Con thật là tưởng ba không biết à? Lần sau mà còn thế đừng trách. Con trai, nếu con làm vỡ chậu hoa, con phải nhận lỗi chứ. Làm thế là ba giận lắm đấy. Min, ba nghĩ con cần phải học cách có trách nhiệm với mọi hành động của mình. Chỉ là cái chậu hoa thôi mà ba, có gì to tát đâu. Con sẽ xin tiền mẹ để mua lại trả cho ba. Vấn đề không phải ở cái chậu hoa, vấn đề nằm ở thái độ của con kìa. À, trời, sao cô lại đứng ở đây? Tại cô mà cháu bị ướt áo á. Thằng bé được cưng chiều quá, giờ cứng đầu không dậy nổi. Ba, hôm trước ba hứa cho con đi cùng thiếu nhi, giờ ba con mình đi luôn nhé. Không được rồi, chiều nay ba có chút việc bận. Sao ạ? Ba hứa rồi mà, ba chẳng có trách nhiệm với lời nói của mình gì cả. Vậy con có trách nhiệm với hành động của mình không? Ba cần lên văn phòng lấy ít tài liệu, con ngồi trong xe đợi ba nhé. Có lẽ ba khóa xe, con không ra ngoài, ngồi đợi ba nhé. Vâng. Nhanh lên, chúng ta đến buổi học thêm muộn mất. Chờ tớ với. Ai biểu mập quá làm chi? Cái gì vậy? Thôi chết, cậu làm vỡ cái gương xe ô tô của người ta rồi kìa. Ôi, cái xe này không phải dạng vừa đâu. Quả gương này chắc cũng đắt tiền lắm. Này, trong lúc chủ xe không có mặt ở đây, chuồn lẹ thôi. Đúng vậy, nhanh chuồn đi. Ba tôi mà xuống thì ăn đủ đấy. Đúng như mình nghĩ. Hả? Gì thế kia? Gì vậy nhỉ? Ba ơi, có một anh đâm vỡ gương của ba và anh ta đã bỏ chạy. Anh ấy không bỏ chạy, anh ấy chỉ đang vội thôi. Con thấy rồi đấy, ba con mình sẽ liên hệ với anh ấy về vấn đề này. Cậu thấy chưa, ông ấy gọi điện và giờ thì đến tận nhà bắt đền rồi đó. Tôi đã bảo cậu kệ bỏ đó đi rồi mà, lấy tiền đâu mà đền cho người ta chứ. Thì lỗi tại mình mà, mình phải chịu trách nhiệm chứ. Cháu chào chú. Cháu chào chú. Chào các cháu, cháu là người đã đâm vào gương xe của chú phải không? Dạ, cháu xin lỗi vì đã làm vỡ gương ô tô của chú. Dạ, hết bao nhiêu tiền sửa, cháu xin đền bù ạ. À? Ồ, hãy khoan nói đến chuyện đền bù. Thực ra chú đến đây
là muốn hỏi tình hình của cháu. Cháu có bị làm sao không? Cú va chạm khá mạnh, gương vỡ nát như thế, hy vọng cháu không bị đau ở đâu chứ. Ba, dạ. Số tiền đền gương dẫu lớn bao nhiêu cũng không quan trọng lắm, và luôn có thể tìm cách giải quyết. Còn lòng tự trọng và sự thanh thản tâm hồn mới là quan trọng và vô giá. Hành động của cháu là một tấm gương lớn, khiến bao người đang chối bỏ trách nhiệm, che đậy lỗi lầm phải hổ thẹn. Con định nói gì phải không? Ba hiểu ý của con rồi. Thôi thế này, nếu có thể, sau mỗi giờ học, cháu đến làm gia sư cho cậu bé cứng đầu này của chú một tuần để đền bù chiếc gương. Sau một tuần, chú sẽ trả lương cho cháu, được chứ? Dạ, dạ được, được chứ ạ. Cháu cảm ơn chú. Con trai cứng đầu của ba, chắc con không phản đối chứ? Ừ, dạ. Ba ơi, con xin lỗi ba. Sau sự việc vừa rồi, con đã hiểu những lời ba dạy, việc làm vỡ cái chậu hoa. Con xin lỗi ba. Con à, ba rất mừng. Ba luôn mong chờ con biết nói những lời như thế này khi mình có lỗi. Con hãy luôn trung thực như vậy, biết nhận lỗi, biết sống có trách nhiệm. Giờ thì ba con mình cùng ra khu vui chơi nhé. Vâng ạ, con nhớ rồi ạ. Nỗi niềm của Rex. Ở đây có rất nhiều chó mèo. Cô muốn nhận nuôi con nào? Tôi muốn nhận nuôi chú chó này. Nó tên là Rex. Chúc mừng mày, đã có người nhận nuôi mày rồi nhé. Chà, nó có vẻ thích cô rồi đấy. Bắt lấy này Rex. Giỏi lắm Rex. Thưởng cho mày đấy. Rex, mày làm gì ở đây vậy? Tội nghiệp, chắc mày lạ nhà nên không ngủ được à. Để tao đưa mày về chuồng nhé. Rex, mày lại làm sao đấy? Vẫn lạ nhà không ngủ được hả? Sao không ngủ mà cứ ngồi ở trước cửa phòng tao vậy? Mày thật là... Tôi muốn gửi lại con Rex cho trung tâm. Sao thế? Có chuyện gì xảy ra với nó à? Nó đã làm gì sai sao? Không, nó rất khôn và trung thành. Tôi rất thích nó. Nhưng có một vấn đề. Đó là từ ngày nhận nuôi nó, đêm nào nó cũng không ngủ. Cứ đến ngồi trước cửa phòng tôi. Nhìn tôi khiến tôi sợ hãi không ngủ được. Ban đầu tôi còn nghĩ nó lạ nhà không ngủ được. Nhưng suốt một thời gian dài nó cứ như thế. Thực sự là tôi rất sợ. Không biết nó có bị bệnh gì trước đây không ạ? Thực ra thì Rex là một con chó rất đáng thương. Trước đây, người chủ cũ vì lý do cá nhân không thể tiếp tục nuôi nó, nên nhân lúc nó ngủ say đã mang nó đến trung tâm cứu trợ. Khi tỉnh dậy, nó vô cùng hoảng loạn vì rất nhớ người chủ cũ. Phải mất một thời gian dài nó mới bình thường trở lại. Khi được cô nhận nuôi, nó rất vui mừng, nhưng có lẽ vẫn rất sợ hãi. Nó sợ một ngày nào đó, nó sẽ lại bị bỏ rơi trong lúc ngủ, nên mới không dám ngủ và cứ đứng nhìn cô như thế. Hóa ra mọi chuyện là như thế. Tội nghiệp Rex quá. Vậy mà tôi cứ tưởng... Nó thật sự rất yêu quý cô nên mới hành động như vậy. Nhưng nếu cô vẫn kiên quyết trả lại nó thì... Không, tôi nghĩ lại rồi. Tôi sẽ vẫn tiếp tục nuôi nó. Tôi sẽ không trả lại nó cho trung tâm nữa. Vậy thì tốt quá.
Nó thật may mắn khi có người chủ như cô. Tôi tin chắc chắn cô sẽ không bao giờ bỏ rơi nó. Không, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi nó. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.